gia cảnh ít biết của Minh Tâm khiến nhiều người bất ngờ. Cuộc thi tìm kiếm tài năng giọng hát Việt nhí 2019 đã đi được một nửa chặng đường với rất nhiều gương mặt triển vọng. Cô bé 11 tuổi Kiều Minh Tâm đến từ Quốc Oai Hà Nội đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả với giọng hát trong trẻo, dày dặn và cao vút. Bước ra sân khấu Super Kids 2019 mùa thứ 7 trong bộ áo dài xinh xắn, Minh Tâm đã thể hiện thành công ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, mang đầy cảm xúc và chiếm lấy trái tim của hàng triệu khán giả truyền hình. Hơn thế nữa, Minh Tâm còn được xem là thí sinh duy nhất trong mùa giải năm nay chọn hát màu sắc âm nhạc đặc biệt này. Tuy vậy, cảm xúc và kỹ thuật của Minh Tâm đã thực sự gây bất ngờ, hoàn toàn thuyết phục cả dàn huấn luyện viên lẫn khán giả của giọng hát Việt nhí 2019. Mặc dù thời điểm đó, team Hương Giang và team Phạm Quỳnh Anh đã đủ thành viên. Kiều Minh Tâm cho biết mong muốn được về đội của Hương Giang vì em rất ngưỡng mộ tài năng và nghị lực vươn lên cuộc sống của huấn luyện viên. Lúc này, Hương Giang đã rất xúc động và chạy lên sân khấu để ôm lấy thí sinh. Cô cho biết cô bé hát bằng hết tâm hồn của mình và bất cứ lúc nào, nếu như cô bé cần thì Hương Giang cũng sẽ xuất hiện. Lưu Thiên Hương thì cho biết, con đang rất hâm mộ cách sống vượt qua khó khăn của cô Hương Giang. Cái đó con học tập rất đúng và khi về đội của cô, con vẫn sẽ được gặp cô Giang và được cô Giang giúp đỡ về mọi thứ. Sở hữu giọng ca vững vàng thể hiện được sự ngọt ngào, tình cảm và cách xử lý vô cùng đáng nể. Tiết mục dự thi của Minh Tâm mới đây đã xuất sắc lọt vào top 25 trending YouTube và cán mốc hơn 2 triệu lượt xem. Đây được xem là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho Minh Tâm khi đến với giọng hát Việt nhí 2019. Minh Tâm đã xuất sắc vượt qua đêm thi mini show. Càng tiến sâu thì sự quan tâm của khán giả dành cho cô bé team Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Dương lại càng lớn. Kiều Minh Tâm sinh ngày 10 tháng 8 năm 2008, xã Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội. Đây là cái nôi của làn điệu hát dô nổi tiếng, là di sản văn hóa phi vật thể với những làn điệu như Muỗi Đốt Tứ Tung, Chúc Chúc Mai Mai. Hiện tại, Minh Tâm đang sinh hoạt trong câu lạc bộ hát dô của xã. Quê hương của Minh Tâm còn nổi tiếng với những địa điểm du lịch, nơi có danh lam thắng cảnh chùa Thầy, có dòng sông đáy uốn quanh. Từ nhỏ Minh Tâm đã thấm đẫm những câu thơ, những làn điệu hát dô của quê mình. Minh Tâm có đam mê nghệ thuật ngay từ bé. 3 tuổi đã biết hát và thuộc rất nhiều bài hát thiếu nhi. Minh Tâm hát được nhiều thể loại nhạc, trữ tình, dân ca, nhạc tiền chiến. Mỗi dòng nhạc, cô bé đều tạo ra một phong cách thực sự rất riêng biệt. Trong cuộc sống hàng ngày, Minh Tâm luôn luôn vui vẻ, hoạt bát và gần gũi, hòa đồng với mọi người xung quanh. Minh Tâm là con ngoan trong gia đình, là học sinh giỏi của nhà trường trong nhiều năm, đã từng tham gia biểu diễn trong lễ hội của chùa Thầy, những sự kiện lớn của địa phương và các cuộc thi, giai điệu tuổi hồng của nhà trường. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí ngôi sao hướng dương, Minh Tâm đã xuất sắc lọt vào top 26 tài năng triển vọng nhất. Cuộc thi khi đó có gần 7.000 thí sinh tham gia. Hiện tại, Minh Tâm là đại sứ của mạng lưới kết nối tài năng ngôi sao hướng dương. Bố của bé Minh Tâm là bác sĩ nhưng có niềm đam mê rất lớn dành cho âm nhạc và Minh Tâm từ hưởng được tình yêu âm nhạc từ người bố của mình. Cô bé được bố dạy hát và nuôi dưỡng lòng nhân ái từ khi còn rất nhỏ. Với giọng hát hay và tâm hồn giàu yêu thương, Minh Tâm tham gia hát thiện nguyện ở rất nhiều chương trình lớn như ngày hội Montay Nai do báo Phụ Nữ tổ chức, Trăng Rằm tháng 8 tổ chức để ủng hộ cho trẻ em khuyết tật và trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Sau khi gây chú ý vòng giấu mặt, liên tục giành chiến thắng ở cả hai vòng thi cam go là vòng đối đầu và thách đấu. Màn trình diễn trong đêm mini live show một lần nữa đã chứng tỏ khả năng của Kiều Minh Tâm. Phần góp giọng của hai áo quân The Voice 2018 và hai nhóm nhạc trẻ cùng với toàn bộ thành viên của đội Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Dương đã càng khiến cho tiết mục của Minh Tâm đặc biệt và thu hút với khán giả, giữ được vị trí dẫn đầu về lượt xem.